Ở giai đoạn giao hữu tiền mùa giải, Arsenal đã thu được những kết quả tích cực. Họ có đủ bộ ba tân binh Declan Rice, Jurrien Timber và Kai Havertz thi đấu để đảm bảo việc hòa nhập diễn ra tốt nhất có thể. Với các đối thủ đồng cân đồng lạng, pháo thủ tuy thất bại trước Man United nhưng bù lại, họ hủy diệt Barcelona với tỷ số 5-3. Thế nên, giờ là lúc gặt cúp thôi. Những chiếc cúp mùa giao hữu này tuy không có giá trị được số đông thừa nhận, nhưng với Arsenal, đó sẽ là động lực để họ vững bước ở mùa giải này. Pháo thủ bây giờ sẽ tìm kiếm danh hiệu Emirates Cup lần thứ 7. Đối thủ của họ là Monaco. Năm ngoái, đội bóng từ London đã đánh bại Sevilla để có được danh hiệu này. Đó là chức vô địch thứ 3 trong 4 lần gần nhất tổ chức. Ngoại lệ duy nhất là thất bại vào năm 2019 trước Lyon dưới thời Unai Emery. Hai mùa giải 2020-2021 và 2021-2022, Monaco đều nằm trong top 3 đội bóng mạnh nhất giải Ligue 1. Bởi vậy, vị trí thứ 6 mùa trước là thành tích thất vọng với họ. Monaco đã tích cực chuẩn bị cho mùa giải mới. Họ đã có rất nhiều những trận giao hữu thời gian vừa qua. Đội bóng công quốc hòa Union Saint-Gilloise để thua Cercle Brugge và Genoa, nhưng cũng có đến 3 chiến thắng trước Real Betis, Leeds United và Bologna. Với những lý do nêu trên, huấn luyện viên Mikel Arteta không dùng đội hình mạnh nhất vì muốn giữ chân các trụ cột cho trận siêu cúp Anh gặp Manchester City vào ngày 6 tháng 8. Hai tân binh Declan Rice, Jurrien Timber đá chính, còn Kai Havertz, Ben White, Gabriel Magalhães cùng đội trưởng Martin Odegaard vào sân trong hiệp 2. Mặc dù vậy, trên hàng công là hàng loạt sự vắng mặt đáng tiếc. Gabriel Jesus không thể ra sân vì chấn thương. Niềm hy vọng lớn nhất, Bukayo Saka giữ bị cả trận. Vì lý do gì thì chưa rõ. Các ngôi sao như là Odegaard, Trossard cũng vắng mặt trong danh sách ra sân từ đầu. Thiếu nhiều trụ cột trên hàng tấn công khiến cho Arsenal bế tắc và không tạo được những cơ hội rõ ràng. Khi hàng công chưa bùng nổ, hàng thủ nhà lại mắc sai lầm. Phút thứ 31, Mohamed Camara bật mốt tốc độ để phóng vọt qua Martinelli. Đường tắt bóng quá thuận lợi sau đó đã trở thành pha kiến tạo được Youssouf Fofana đánh đầu trong tư thế không người kèm và lưới trống, mở tỷ số cho Monaco. Hàng công lởm khởm nhưng Arsenal dưới thời Mikel Arteta chưa bao giờ yếu về tinh thần. Nếu phối hợp không ăn thua, họ sẽ chuyển sang phương án cố định để tiếp cận khung thành của đối phương. Phút thứ 43, Martinelli đá phạt góc để Takehiro Tomiyasu đánh đầu khiến thủ môn Philip Kohn phải vất vả cứu thua. Nhưng ở tình huống sau đó, vẫn là tình huống cố định đã giúp pháo thủ có được điều mình cần bằng cú đá nối của Eddie Nketiah. Phần thưởng đáng nhớ trong ngày chàng trai này đeo băng thủ quân thay Martin Odegaard. Khá kỳ lạ là tới tận phút thứ 62, Arteta mới chịu thay đổi chiến thuật khi tung dàn sao mạnh gồm Odegaard, Chosa, Gabriel, White, Jorginho hay Kai Havertz. Song thời gian vẫn không đủ để Arsenal ghi bàn chiến thắng. Mặc dù vậy, số phận đã định đoạt Arsenal phải chiến thắng khi Takumi Minamino bên phía Monaco không hoàn thành nhiệm vụ ở loạt sút penalty. Mặc dù hơi chật vật, nhưng Arsenal vẫn hoàn thành nhiệm vụ là tạo cú đỉnh phá tốt ở giai đoạn tiền mùa giải, cũng như cuộc chạm trán Man City ở siêu cúp Anh sắp tới. Bây giờ, hãy cùng chúng tôi đến với những chi tiết thú vị sau chiến thắng này. Arteta định gây bất ngờ với Declan Rice phiên bản tấn công. Rice là một tiền vệ trung tâm với khả năng đánh chặn và chuyển bóng tốt. Ai cũng tin rằng Arteta muốn đưa cầu thủ người Anh về để dần thay thế cho Thomas Partey đã nhiều tuổi và hay chấn thương. Nhưng ở trận đấu dạng sáng nay, vị huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã gây bất ngờ khi xếp Rice ở vị trí tiền vệ công trong 62 phút. Sau trận đấu, Rice có tỷ lệ chuyền bóng chính xác 90%. Rice có tổng cộng 48 lần chạm bóng, 4 lần chiến thắng trong cuộc phạt tranh chấp tay đôi, 2 lần tác bóng, 2 lần thổi bóng. Tuy chưa phải là những thống kê ấn tượng với một cầu thủ chơi sát không thành đối phương, nhưng có thể thấy rằng Arteta sẵn sàng biến Arsenal thành một câu lạc bộ rất khó bắt bài bên cạnh Man City của Pep Guardiola. Nói về quyết định táo bạo này, Arteta chia sẻ: "Hôm nay Rice chơi nhiều hơn ở vị trí tiền vệ tấn công. Đây là lần đầu tiên anh ấy chơi ở vị trí đó. Anh ấy đang trên hành trình lấy lại phong độ tốt nhất và thích nghi với đội bóng. Tôi nghĩ Rice có sự linh hoạt để chơi các vai trò khác nhau và đó là điều mà chúng tôi mong muốn. Chúng tôi muốn phát huy tốt nhất phẩm chất của cầu thủ mà chúng tôi có. Bởi vậy, trong một số trận đấu nhất định, chúng tôi sẽ sử dụng anh ấy ở những vị trí khác nhau." Aaron Ramsdale tỏa sáng đúng vào lúc bị nghi ngờ. Khoảng một tuần trở lại đây, cổ động viên ngỡ ngàng trước thông tin Arsenal quyết tâm theo đuổi David Raya, thủ môn của Brentford có giá 40 triệu euro và chắc chắn là Arsenal đưa về không phải để lau ghế dự bị. Chính vì thế, nhiều lượng ý kiến cho rằng Ramsdale đang bị đe dọa vị trí do hai điểm yếu khá rõ ràng: sự tự mãn và chủ quan trong một vài trận đấu và nhất là khả năng bắt penalty khá kém. Chính vì thế, nếu Raya, một thủ môn được đánh giá là thuộc top đầu Premier League hiện tại, cập bến, không loại trừ khả năng Ramsdale có thể mất vị trí. Nhưng gian nan thì mới tỏ mặt anh hùng. Hôm nay, Dale đã chứng minh cho tất cả thấy được đẳng cấp của mình. Phút thứ 50,
anh cứ nguyên một bàn thua trông thấy sau pha dứt điểm của Alexander Golovin. Còn ở loạt sút luân lưu, chính Rams đều tỏa sáng để mang về chiến thắng cho Arsenal. Không biết liệu Arsenal có thực sự muốn Morea hay không, hay chỉ là đòn khích tướng với Ramsdale. Nếu họ làm vậy thì có vẻ đã thành công. Hàng thủ Arsenal đang vô cùng lỏng lẻo. Bất chấp thành công của Arsenal ở mùa giải trước, họ có xu hướng gặp khó khăn khi chơi trên sân nhà, đặc biệt là trong khâu giữ sạch lưới. Trên thực tế, pháo thủ có hàng thủ khá kém khi chỉ đứng top 9, cùng hạng với đối thủ Bắc London là Tottenham. Cụ thể, họ đã thủng lưới đến 25 bàn sau 19 trận có lợi thế chơi Emirates. Trong đó, Southampton, Leicester, Brighton và Bournemouth là những đối thủ ghi bàn vào lưới Arsenal từ 2 lần trở lên. Đó là điều mà Arsenal phải khắc phục nếu họ muốn cạnh tranh ngôi vô địch Premier League mùa này. Dẫu vậy, chứng kiến những gì xảy ra trước Monaco, người mộ pháo thủ vẫn cảm thấy bất an. Cách phòng ngự của Arsenal trong bàn mở tỷ số của Monaco rõ ràng có vấn đề. Jusuf Fofana được tự do ở trong vòng cấm để có pha đánh đầu tung lưới Aaron Ramsdale. Arsenal gặp rắc rối với thể lực của các trụ cột. Đội chủ sân Emirates gặp tổn thất lớn, đó là điều đáng buồn vừa được thông báo từ bộ phận y tế. Theo đó, Gabriel Jesus chấn thương và phải tiến hành phẫu thuật. Huấn luyện viên Mikel Arteta xác nhận, thật không may, Jesus đã phải trải qua cuộc tiểu phẫu vào sáng nay. Cô ấy bị khó chịu ở đầu gối và các bác sĩ phải vào cuộc để giải quyết nó. Đó là cú sốc lớn. Mùa trước Jesus đã gặp vô vàn khó khăn vì chấn thương, nhưng tưởng anh đã có thể lực tốt nhất để chinh chiến cùng toàn đội. Quả là nghiệt ngã với tài năng người Brazil. Chưa dừng lại ở đây, Bukayo Saka là cầu thủ dự bị không được sử dụng, trong khi Oleksandr Zinchenko không có mặt trong đội hình thi đấu. Cập nhật về tình hình của Saka, Arteta cho hay, cậu ấy vẫn ổn, nhưng sau đó cậu ấy không có cảm giác tốt nhất trên băng ghế dự bị. Chúng tôi không muốn sử dụng Saka. Tôi nghĩ cậu ấy bị ốm hoặc bệnh tật gì đó, nên chúng tôi không thể sử dụng được. Với Zinchenko, Arteta khẳng định, tôi nghĩ cậu ấy sắp trở lại. Zinchenko sẽ bắt đầu tập luyện cùng toàn đội và hy vọng chúng tôi sẽ sớm đưa cậu ấy trở lại. Acabou de começar.